Mọi người ơi, mọi người ơi. Dạ thầy. Đầu tiên, Tính xin được bật mí với mọi người. Sao ạ? Tính được điểm số của ban giám khảo cho. Nhiều. Rất nhiều. Là cao. Bao nhiêu? Gần như tuyệt đối luôn rồi. Cảm ơn ông Dũng và những anh em hỗ trợ diễn chung, những anh em múa. Rồi, phó đạo diễn, tổng đạo diễn cũng như là tất cả những cái khâu hỗ trợ cho Tính để có được bài thi tốt như ngày hôm nay nha. Anh vui dữ lắm. Trời, có gì đâu, mình là anh em mà, anh em không mà. Nhưng mà em nói thiệt nha, giúp anh hai chán quá. Dũng, mày nói kể gì vậy Dũng? Sao Dũng không nói chuyện anh kỳ vậy? Tôi kể nó chưa buồn. Thấy em không? Em cười vui vẻ đàng hoàng. Cái cười trong lòng không có vui anh ơi. Thôi nha, nửa lần sau Dũng yêu nhất nữa. Đức ơi, kêu anh em giúp mình bài mình cao điểm mình vui gì mà anh em đối xử mình vậy? Hên quá chưa có gửi tiền cho anh em. Tính là mình mới vui nha. Đừng có biết anh.